Nó về nó kiếm cũ không cũ lắm. Hai đứa cũng không cũ cũ mua đéo đâu rồi. Đó chứ. Anh nếu mà anh cần mấy cái củ bao nhiêu thì đây em mua cho. Mua được rồi. Này chỉ quan trọng là phần ti kia nó còn đẹp này, phần ti trên còn đẹp. Cái này nó lên xuống được mà. Cái nọng cái đó là nếu mà đánh cho bị rời đúng không? Anh kẹp cho bị rời xuống là đánh đập đổ luôn. Đúng không? Cái này nè, rời xuống được. Cái đúng đầu đá nó khoảng 2 nhát hơn 2 nhát nữa. Bạn đục đổ luôn rồi. Cái này qua nọng. Cái này băng cái này. Thao tác cho lên xuống kia luôn. Thao tác lên xuống. Tự hướng dẫn chạy luôn được. Máy này đánh bóng xi lanh bằng thủy lực tự động hết nha. Mà quan trọng nhất là đá này bung tự động, khi xoáy là chỉ cần để đau đầu đá thôi, đá từ 65 phi một phi 65 đến 135 là thoải mái, hoặc là lớn hơn nữa 200 300 đều được hết. Đó, thì ở đây á, cái này cũng có những cái bộ bàn để chạy tới chạy lui ha. Motor bơm dầu thủy lực, phần này là T-band, hạ lên hạ xuống được ha. Còn phần này là phần xoáy doa. Cái này là thước hành trình. Hành trình doa nhanh chậm lẹ được ha. Đây, công tắc điều khiển. Sài van Juken của Nhật hết nha các bác nha. Juken của Nhật hết nha. Japan của Nhật. Có bơm nước tưới nguội đầy đủ,
cái xi lanh này là nhằm mục đích là lên xuống. Cái này là tốc độ nhanh chậm nhá, là xoáy nhanh xoáy chậm 65 vòng đến 235 vòng phút. Đây, hành trình trên Ben này. Xoáy nằm xi lanh. Anh em có nhu cầu máy móc thì liên hệ 0938 312 207. Blue Line, máy phay. Máy tiện, máy mài. Máy tiện Wasino có hầu. Có hầu, tay khuẩn. Đài mới, số vòng.